Hiếu Miro sự kiện xin mến chào tất cả các bác nhá. Và hôm nay em đang tiếp tục lại có tại xưởng sự kiện Hiếu Miro. Thì bên em luôn sẵn các mặt hàng sự kiện nhập khẩu của DB hoặc những sản phẩm nhập khẩu của BBK phục vụ anh em các bác với rất nhiều combo đa dạng, mức giá tốt nhất thị trường luôn. Và hôm nay thì em giới thiệu đến tất cả các bác một mẫu bát chính hãng nhập khẩu của BBK. Dòng bát này thì đã bán quá mạnh thị trường cũng như là rất nhiều anh em đã bán, nhất là anh em trong thị trường miền Nam là bán rất nhiều. Cái điều quan trọng hôm nay em Hiếu Minh lên hình cũng như là thông báo anh em mức giá tốt nhất thị trường Việt Nam, anh em nhu cầu liên hệ trực tiếp bên đơn vị em nhé. Thì ra dòng bát để cho các bác có đánh được trên những dòng full 40 hoặc những quả súp 40 mà sử dụng driver này thì cực kỳ tuyệt vời. Nó sử dụng từ 19 coi 76. Dòng này thì nó cho tiếng bát nó rất là hay các bác nhá. Mã của nó là model của nó là VK1590. Đấy. Thì riêng đối dòng bát đợt này em bán ấy thì báo cáo bác thì bên em vẫn đang hiện tại là tuyển cộng tác viên. Những anh em nào có nhu cầu đại lý mới mở hay có nhu cầu là nói chung là liên quan đến auto mà nhu cầu về mua về để bán cũng như phục vụ các bác thì liên hệ đơn vị em. Bên em còn hỗ trợ các bác mức giá siêu tốt, bán lẻ rẻ như buôn các bác nhá. Thì dòng này sử dụng là từ bích 7 màu. Đấy, từ 19 coi 76 đít lồi và ống thoát hơi của nó là 2468 các bác nhá. Gông của nó sử dụng gông là 246 gông đúc côn hở các bác nhá. Các bác nhìn thấy đây, nhìn thấy côn luôn. Zin đét luôn. Dòng này thì đánh chịu đòn cực kỳ mạnh luôn. Công suất lớn. Và điều quan trọng là đây sản phẩm chính hãng nhập khẩu, nguyên đai nguyên kiện của các bác. Bây giờ là một thời đại là 4.0 và 5.0 rồi. Những sản phẩm các ông mua bây giờ dù là những sản phẩm linh kiện nhỏ nhất bên Hiếu Minh bán ấy là những linh kiện chất lượng. Đấy, và điều quan trọng là em cạnh tranh ở đây mức giá tốt. Đấy. Giá tốt nhất thị trường luôn, từ những bác nào mua lẻ một chiếc, các bác mua cặp. Đấy, giá lẻ rẻ như buôn. Những bác nào mua 2, 3 đôi trở lên thì em để cho giá thợ luôn. Anh em về có công luôn các bác nhá. Anh em kể sự kiện mua 2, 3 đôi về giáp thùng hay là giáp loa thì liên hệ em cũng giá tốt như giá thợ luôn anh em nhé. Cứ gọi điện là giá tốt. Đấy, các bác liên hệ em qua số điện thoại online đây. Đấy, thì ở đây thì đại ca Dũng là cầm số điện thoại dưới đó nhá. Thì ở cơ sở bên em thì hiện tại đang 4 cửa hàng. Ở cửa hàng ở miền Nam có sẵn, anh em có nhu cầu mua trực tiếp miền Nam được hay miền Bắc được, anh em có nhu cầu liên hệ em. Thì dòng này ấy, cái chất âm nó ra cực kỳ hay luôn, tiếng bát nó sâu. Nó có độ mềm nhưng bát nó sâu chắc, không bị đuôi. Và cái hai gân vải tầm dầu hai lớp, dòng này tạo sóng ngấn nhá, sóng ngấn này. Cái sóng ngấn này cho giải âm cực kỳ hay luôn. Cái giải áp tuyến đây. Phần nhện nó đây, nhện là nhện vàng đây. Cái bích từ nó bác nhìn nó sẽ rất là ngọt luôn, cực kỳ ngọt luôn bác nhìn, sẽ khác biệt rất nhiều. Cắt rất ngọt luôn. Nhất là dòng sử bích từ dày như này, các bác nhìn bích từ dày này, cái chất âm nó ra ấy, cái chất âm nó ra ấy là cái bát nó rất là sâu vì từ nó dày này cơ mà. Bác nhìn cái từ này, từ nó chóp luôn đấy. Và sản phẩm chính hãng của nó sẽ dập này, CNC này, BBK đây. Anh Dũng ơi rạch cho em vài này với. Và bây giờ em sẽ rạch một chiếc ra để review đến các bác nhá. Thì thời điểm này thì bên em sẽ tuyển cộng tác viên toàn quốc, nghe các bác nào, anh em nào gọi là có dành thời gian gọi là cần bán hàng hay online, hay những bác nào có nhu cầu sản phẩm mà chưa đủ tài chính có thể liên hệ đơn vị Hiếu Minh để bên em hỗ trợ, là anh em mức giá tốt anh em có thể bán hàng. Đấy. Hoặc là những bác nào anh em sự kiện mà có nhu cầu gọi là nâng cấp những quả bát không may ở nhà dùng bị cháy thì bác đi sửa cũng rất là đắt và mất zin, hay những bác nào mà tiếng bát nó kém quá bác lưng đời lên những quả bát này, hay anh em nắp vào những cặp full 40 như 725 hay 745 em hay nắp bát này các bạn. Đánh tiếng bát nó rất là hay luôn, anh em đánh hội trường, anh em đánh sân vườn, nắp cái bát này vào tiếng tuyệt vời luôn. Để thiết kế hai lớp thùng vào nhá. Thì sản phẩm hãng thì bác biết rồi. Thì không lệch lạc ở đâu, thứ nhất là hàng bên em có code nhá, có code này, cái thứ hai nữa là có thuế về bác nhá. Đầy đủ COC quy. Thực ra dòng này đã quá bán, anh em cũng rất nhiều anh em bán bắt thép rồi là cũng nhiều anh em bán rồi. Cái điều quan trọng ở đây là bên em nhập về nhiều, em chạy số cho hãng, em giá tốt nhất thôi. Đấy, anh em liên hệ mức giá siêu tốt luôn. Clip ngắn gọn. Xúc tích. Bên em Hiếu Minh đợt này sẽ gọi là ngắn gọn xúc tích thôi. Anh em chuyên về sự kiện có nhu cầu với đẩy công suất, có nhu cầu về bát thép rời, có nhu cầu về array sự kiện giá siêu tốt luôn. Hỗ trợ bảo hành 1 năm. Bên em bán bát chép rời bảo hành 1 năm anh em nhé, bảo hành vật chất luôn. Đấy. Mình đang kiện tính ra được 3 lớp thùng ở đây, 1 lớp, 2 lớp. Nếu anh em lấy một đôi là thành 3 lớp thùng. Cặp là 3 lớp luôn. 3 lớp nhá.
Giá bao tốt nhất thị trường Việt Nam? Bát tử rất là dày luôn. Bát tử cực dày, model là W1590. Thì hôm nay em tiếp tục lên hình cho bác một mẫu của đời siêu phẩm. Trước đây là vừa mới hết hàng, cháy hàng, thì hôm nay tiếp tục về hàng cho bác. Mẫu này thì bán quá quen thuộc rồi. Lúc nào chúng ta cháy hàng vì những bác nào mà hay dùng sự kiện với những dòng như phun đơn ấy, hay phun đôi ấy, hay những bác nào lắp súp dòng này là rất là thích này. Tiếng rất là hay luôn. Thì bên em vẫn hiện tại là công suất là lớn. Dòng này để đánh được một quả bát này, các bác phải đánh cho em công suất nó rơi vào 800W thôi nhá. 700 đến 800W trở lên với quả bát 40 này. Rất cực kỳ khỏe luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Hero nhá.